biết bao nhiêu món. Cái dân cư ở đây người ta chỉ dễ hiểu hơn ha, xem bản đồ mình không có đi tới. Chỉ đi được những cái đường chính à, mấy cái đường mà luồn luồn mé mé không có biết đường. Đấy, chị đó chỉ đi cái hướng này thấy dễ tìm thiệt. Cuối đường cái rẽ trái cái là ra rồi, và Phú Định. Và nhỏ không có được, chưa được lớn. Có một cái cầu Phú Định là đang xây, là cầu Phú Định nào ta, hoặc là chưa xây ta? À, theo mình thấy là bây giờ tới bến phà Phú Định nó vậy rồi đó, chưa có cây cầu nào hết đó. Vào vòng ngược ra. Kỹ năng nghề.
hồi luôn, 5 giờ mấy gần 6 giờ sáng sơ qua được cái khúc trái, nó có đèn kìa, có cột đèn á mà nó chưa trái.